thấy mình chạy trung ra, mình tự tin hơn, mình giống như mình thích làm đẹp. Thì ai cũng vậy, mình người đàn bà lúc nào cũng thích làm đẹp, phụ nữ đang thích làm đẹp cho mình. Sự hài lòng của cô được khoảng bao nhiêu điểm hết cô? Cô cho 5E luôn. Kết quả rất là vô. Tôi năm nay là 68 tuổi, wow. Tên là Annie Nguyễn, ở Mỹ về. Cũng có theo dõi kênh của bác sĩ cũng hơn năm rồi, bác sĩ Tú Dung hơn năm, nên rất thích, cũng có sự tin tưởng, nên hôm nay về gặp bác sĩ, làm trẻ quá da mặt toàn diện. Về cái mí trên, theo thời gian cung mãn độ sụp xuống, bây giờ nó che mờ hết cái lớp mí của cô đi, mí rất có là mình mất cái nếp mí cũ đi, thì bây giờ mình sẽ làm dịch vụ đơn giản thôi, mình cho mày đường dưới, lúc này sẽ đi cái đường mổ sát phía dưới của mày, cắt cái sẹo răng cũ đi, nó cắt một đoạn da, một khoảng da thế này đó, đúng không? Chúng ta sẽ treo lên đó. Từ khi mắt nó sáng là mí đỡ cụp, đôi mắt không cụp nữa. Vấn đề mắt mí dưới này xuất hiện hai cái bọng mỡ đây, là hai bọng mỡ rất lớn đây, là gắn lệ rất là sâu và da từ vùng mí dưới rất nhiều. Thì chúng ta làm dịch vụ trẻ hóa mắt là chúng ta sẽ lấy mỡ cho thử mi dưới. Lúc này đường mổ sẽ làm sát bờ mi dưới này, đảm bảo không thấy sẹo. Bóc tách xuống, chúng ta lấy bỏ da và mỡ để làm cho nó phẳng mi dưới này ra. Đó, mi dưới phẳng ra, đuôi cung mày được lên cao thế này là mắt chúng ta sẽ sáng liền. Về da mặt, cô có chia sẻ là trước đây cô đã từng can thiệp căng da mặt 2 năm trước rồi, một lần ở Việt Nam và một lần ở nước ngoài. Thì để lại sẹo rất là nhìn không được là tự nhiên cho lắm, các bạn thấy sẹo rất là dài, giãn sẹo ha. Bóc tách không được sâu và cái trái tai nó bị kéo dài xuống. Thì tại vì chiếu liêu chúng ta sẽ thực hiện phẫu thuật là căng da mặt và căng da cổ SMAS PRO. Có nghĩa là chúng ta sẽ đi đường mổ lại, chúng ta sẽ mổ sát đường chân tóc, cắt bỏ sẹo cũ đi, đi trong bình tai luôn, trước trái tai, và chúng ta chỉnh lại cái trái tai. Trái tai thì mình được phải tròn gọn thế này, đẩy lên cao mới tròn, còn mình kéo lại đó. Đó, đi sát bờ tai, ra sau tai và ra sau gáy luôn. Đó. Thì trường hợp này các bạn thấy đây là rãnh râu rồng này, các bạn nhìn trực diện ha. Độ tuổi này là cái độ tuổi rãnh râu rồng xuất hiện rất là sâu. Đây các bạn thấy. Đó, một rãnh râu rồng rất là nhiều. Đây hai cái cục, một cái cục, hai cái cục chưa? Là hai cục mỡ này. Theo thời gian nó xệ xuống, kéo xuống nó mất bờ viền hàm đi. Thì mong muốn của chị em phụ nữ chúng ta sẽ nhìn thế này, làm sau đó là căng gọn gương mặt lên, các bạn thấy làm gương căng lên thế này. Nhìn khác hẳn không? Nào, làm động tác rất là nhẹ nhàng, căng lên thế này. Mục đích phải gọn gương mặt thế này. Và cổ cũng gọn kéo về sau thế này. Các bạn thấy. Này, thấy không? Xệ chưa? Là kéo lên. Đó là mục đích căng da mặt và căng da của SMAS PRO. Hi. Đây là gương mặt mới của mình sau 14 ngày. Thấy khác lạ. Kết quả rất là vô. Cô rất là hài lòng cái phục vụ của những cái nhân viên y tá ở đây, rất là perfect. Bác sĩ cũng tử tế, vui vẻ. Thì cô chấm cho cái sự hài lòng của cô được khoảng bao nhiêu điểm hết cô? Cô cho 5E luôn. Khi là mọi người đừng có sợ già nữa, cứ đi làm đẹp, mình có điều kiện thì mình cứ đi làm đẹp cho mình nhé. Đừng có nghĩ đến tuổi tác già nua, bây giờ là với công nghệ rất là mới mẻ và làm cho con người mình trẻ trung ra nhiều. Như là bác sĩ ở bệnh viện rất nhiều, có bàn tay rất là đẹp, rất là tốt, đã làm cho những gương mặt già nua trẻ trung ra. Đó thì như cái gương mặt mình hiện tại đó, anh chị mình có chuyện mình cứ đi làm đẹp cho mình đó. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh để giúp chúng tôi sáng tạo thêm nhiều video thú vị hơn. Xin cảm ơn.